trước tôi đang nói về cái hàm hàm số đúng không? Chúng ta sẽ học sâu hơn về hàm số so với trong sách giáo khoa. Thì cái, đối với hàm thì là một khái niệm rất là cơ bản, không phải cần chúng ta biết rồi. Định nghĩa hàm cũng rất là đơn giản. Đấy, nhưng mà nó có khác biệt mà chúng ta đang quen với Pascal và C, chính là khái niệm là cái gọi là cái tham số và đối số của hàm. Thì đây là khái niệm rất là mới mà trong sách thì không có nhé. Thì tôi nhắc lại một chút này, tức là cái đối với hàm ở trong Python đấy, hàm trong Python chúng ta sẽ học hôm nay là nó không giống như là đối với Pascal hay C, thì chúng ta quan tâm là cách truyền dữ liệu vào như thế nào. Truyền dữ liệu là truyền tham trị hay là tham biến. Nó có hai cách truyền ở trong đối với truyền qua tham số của hàm. Nhưng mà đó là đối với Pascal và C, nhưng đối với Python thì họ lại không nó cho hiểu là nó không như vậy, nó không quan tâm như vậy, mà nó quan tâm là cái cách truyền trong định nghĩa hàm thì nó gọi là tham số. Còn khi cách truyền, khi mà truyền dữ liệu vào thì nó truyền là nó gọi là đối số. Nhưng mà đối với hàm trong Python chúng ta sẽ có hai khái niệm rất quan trọng. Một khái niệm là tham số nhé, tham số. Một khái niệm là đối số. Như vậy cái bắt đầu từ cách định nghĩa, từ khái niệm là nó khác nhau rồi nhé. Đối số thì thế nào là tham số, tham đối số tôi nói rồi, mình tôi nhắc lại cái định nghĩa đây nhé. Khi chúng ta định nghĩa một cái hàm, ví dụ tôi nghĩa là định nghĩa một cái hàm như này, f x y như thế này, ví dụ thế nhé. Và sau đó là chúng ta, ví dụ chúng ta return là x mũ y cộng với y mũ x, ví dụ như vậy. Đấy. Thì khi mà chúng ta định nghĩa như vậy thì cái x y này nó gọi là các tham số của hàm. Cái này nó gọi là tham số nhé. Mà tham số tức là những cái tên mà được mô tả trong khai báo của hàm thì người ta gọi chung là tham số. Đấy. Tham số. Khi gọi hàm thì những cái mà trong lời gọi hàm thì người ta gọi đó là đối số. Khi gọi hàm nhé, đây là bên trái là khai báo, bên phải là khi gọi hàm. Chúng ta có thể gọi rất nhiều theo rất nhiều cách. Ví dụ tôi gọi đây là f này, 2, 3 là một cách gọi hàm. Cái gọi hàm này thì tại giá trị x, y chúng ta mô tả đưa vào các giá trị cụ thể 2 và 3 nhé. Hay là f tôi có thể đặt là a b được, mà như này được a là các một cái biến nhớ mà chúng ta tạo ra phía trên thì viết là a b bằng 1, 2 như này. Hay tôi có thể viết là, hoặc tôi có thể gá là 10 x hoàn toàn được. Nhưng x là một cái biến mà tôi mô tả ở phía trên, thì những cái này này, những cái tất cả những cái này người ta gọi là đối số. Ta đối số là tất cả những gì mà được đưa vào trong hàm khi chúng ta gọi hàm thì người ta gọi là đối số. Còn cái mà khai báo hàm thì người ta gọi là tham số. Hai cái này, hai cái niệm này là rất quan trọng. Tham số nó là parameter nhé. Đối số là nó gọi là argument đây nhé. Hai khái niệm này là rất quan trọng. Thì hôm trước tôi đã nói về cái chúng ta phân biệt khái niệm, phân biệt cái tham số. Đấy. Thì tham số chúng ta nói rồi, khi chúng ta khai báo hàm, khai báo mà hàm có các tham số, có thể là hàm không có tham số, chúng ta chú ý nhé, có thể có hàm không tham số. Nhưng nếu có thì tôi nói rồi là chúng ta sẽ chia làm hai loại. Một loại là nó gọi là tham số bắt buộc. Tham số bắt buộc. Theo bắt mình chơi như thế này thì là bắt buộc. Còn là thứ hai là tham số lựa chọn, hay là tham số không bắt buộc, hay người ta còn từ nữa là tham số mặc định. Có thể có rất nhiều từ nhé. Loại thứ hai là tham số có thể dùng từ là tham số lựa chọn, hay dùng từ là tham số không bắt buộc. Nó ngược lại so với trên là bắt buộc. Hoặc có thể có một từ nữa là tham số, dùng một từ tham số là tham số mà mặc định. Nó có ba cái từ tiếng Việt.
Trong tiếng Anh thì cái từ này người ta gọi tham số lựa chọn. Trong tiếng Anh thì trong có nhiều sách có nhiều từ khác nhau, nhưng mà cái từ mà hay gặp nhất là cái từ nó gọi là default parameter. Parameter đó. Thì cái khai báo thế nào là bắt buộc, thế nào là làm là lựa chọn. Bắt buộc là gì? Là khi mà gọi hàm ấy thì bắt buộc phải có cái giá trị đó ứng với cái tham số đó, bắt buộc nó phải có chó chứ lời gọi hàm. Còn lựa chọn hay là mặc định là có thể không có, có thể bỏ qua, có thể không có, thì máy vẫn hiểu là máy vẫn đưa vào giá trị để mặc định. Ví dụ tôi khai báo như này nhé, tôi khai báo là def f, tôi viết là x gì, xong tôi viết là y bằng 2. Đấy, khai báo như này thì cái x thì sẽ là cái tham số bắt buộc, còn y là tham số không bắt buộc default. X thì bắt buộc phải có khi mà cho ta gọi hàm, còn y có thể bỏ qua, y vẫn có thể có, bỏ qua thì máy hiểu đó chính là số 2, là mặc định. Như vậy cái khai báo là như sau: khai báo mà chỉ có mỗi cái biến đó thôi thì người ta gọi đó thì nó chính là tham số làm bắt buộc. Còn nếu mà khai báo mà có thêm dấu bằng nữa thì người ta gọi đó là tham số là lựa chọn. Thì cái giá trị cái số 2 này chính là cái giá trị mặc định của y, nên cái này nó gọi là tham số mặc định, tham số mặc định hay là tham số lựa chọn hay không bắt buộc. Thì với tham số mặc định thì chúng ta có thể gọi hàm, chúng ta có thể bỏ qua. Gọi hàm nhé thì chúng ta cũng phải gọi, ví dụ có thể gọi là hai, cái này mình vẫn hiểu thành số 2 là chính là y, là chính là x gì, y tôi bỏ qua, hai tôi gọi hàm là hàm f a b được thoải mái vô tư, hoặc có thể f y được không được. Ở đây cái chữ y đây này, y đây chính đóng vai trò chính là x gì ở bên trái, và cái biến y này là cũng không có. Thì cái lời gọi hàm này này thì nó tương đương với là F22. Lời gọi hàm bình thường, cái lời gọi hàm này tương đương với là FI2. Vậy nó không có nó thì nó hiểu chính là số 2 này, là số 2, là số mặc định. Đừng đưa vào. Bạn đã hiểu chưa? Như vậy cái đèn đang không trước nói rồi. Bây giờ hôm nay chúng ta học sang cái phần tiếp theo là chúng ta phân loại cái đối số. Rất là hay luôn, đối số. Khi chúng ta gọi hàm thì các cái đối số này được phân loại như thế nào? Đấy, thì tôi nói luôn nhé. Chúng ta sẽ học luôn cái hôm nay bài hôm nay là mà chúng ta sẽ học về cái phân loại đối số. Tức là khi mà chúng ta gọi vào cái hàm đó thì chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ phân loại ra. Thì phân loại đối số thì nó như sau, là nó kết quả như sau, là nó chia làm, cũng chia làm hai loại. Một loại nó gọi là đối số vị trí, các bạn ghi vào để ta nhớ nhé, là đối số vị trí. Loại thứ hai nó gọi là đối số hóa, rất rất quan trọng luôn nhé, số hóa. Như vậy là ở trong về đối số, khi chúng ta là khi mà chúng ta gọi hàm thì chúng ta một cái tham biến, một cái tham số ở trong khi chúng ta khai báo thì chúng ta có thể gọi hàm theo hai cách. Một cách nó gọi là chúng ta thay thế bằng đối số vị trí, hai là chúng ta thay thế bằng đối số khóa. Thì đối số vị trí anh nó là position nhé. Position là argument, tức anh là cái đối số nó là argument, còn cái đối số khóa thì nó là keyword, keyword argument. Đấy. Nhưng mà có hai loại là position là đối số vị trí, còn keyword là đối số argument, là đối số hóa. Thế thì thế nào là vị trí, thế nào là đối số hóa, và chúng ta sẽ ví dụ ta phải hiểu ngay nhé. Bây giờ tôi định nghĩa này, đây tôi định nghĩa cái hàm f, hàm f này chúng ta có hai cái tham số là x y. Chúng ta chú ý khi chúng ta định nghĩa là phân loại đối số thì chúng ta không quan tâm đến cái tham số nữa. Khi mà chúng ta định nghĩa cái đối số như này thì chúng ta không quan tâm nó là cái đối, nó là tham số, nó là bắt buộc hay là mặc định nữa, nó không không quan trọng. Khi tham số vị trí, đối số vị trí và đối số hóa nó độc lập hoàn toàn với khái niệm là tham số bắt buộc hay là tham số mặc định, không liên quan nữa nhé. Hai bên này không liên quan đến nhau. Mặc dù chúng có nhiều điểm, có chúng có sự tương tương quan, nhưng mà sau này chúng ta sẽ biết
còn tại thời điểm này nó không hoàn toàn không quan tâm, không liên quan nữa nhé. Rồi bây giờ chúng ta quay lại cái này nhé. Đây giả sử tôi lấy viết cái hàm này, nó có hai cái hàm này, return đây, return x mũ y ví dụ như vậy cộng với y mũ x một, ví dụ như vậy, không quan trọng lắm nhé. Đấy, nhưng mà đó là những cái hàm đây. Về cái f của chúng ta đây là 2, 3 đây đúng không? Thì nó sẽ là 11. Gọi hàm thì cái 2, 3 này chính là đối số. Được chưa? Rồi. Hoặc chúng ta có thể viết là a đây, a này b bằng 10 10,2 thì như vậy ta gọi là f a f này, f a phẩy b nhé, hoàn toàn được. Kiểu. Đó. Thì cái 2, 3 này chính là cái đối số. Chúng ta gọi hàm đây là đối số thứ nhất là a2, đối số thứ hai là 3, đối số thứ nhất là a, đối số thứ hai là b, các bạn thấy không nào? Chúng ta đặt thoải mái. Nhưng mà cái việc khi gọi hàm này thì nó không liên quan đến cái khai báo nữa. Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ mô tả thế nào là đối số vị trí, thế nào là đối số hóa. Ta bắt đầu tìm hiểu nhé. Khi chúng ta gọi f nào đó bất kỳ a phẩy b không quan trọng lắm thì chúng ta hiểu ngay tự động thì a a này là chính là gì, chính là x gì, tức là chưa thay thế cho x gì, b chính là thay thế cho gì, thay thế cho y đúng không nào. Đấy. Ở đây số 2 đây chính là thay thế cho chính là tương ứng với là y x gì, còn số 3 đây chính là ứng với là y, các bạn thấy không nào. Đó thì cái cách gọi hàm như thế này thì như vậy là một cái đối số được đưa vào đây nó sẽ đứng đúng vị trí của tham số tương ứng. Đấy. Như vậy là a là cái vị trí đầu tiên ứng với tham số đầu tiên là y, b là đối số thứ hai ứng với tham số thứ hai là y, thì cách gọi là cái đối số như này thì người ta gọi là đối số vị trí. Đấy. Trong này là cả 2, 3, A, B đều là đối số vị trí hết nhé. Như vậy đối số vị trí là gì? Đối số vị trí là đối số mà nó ứng với cái vị trí tương ứng của tham số khi chúng ta khai báo hàm. Đấy, về ta quay lại định nghĩa lại nhé. Như vậy chúng ta có lại định nghĩa này. Như vậy chúng ta khi gọi hàm thì cái đối số vị trí là cái gì? Đối số vị trí rất là hiểu thôi, rất là đối số vị trí chính là nó là cái đối số khi gọi hàm, cái đối số nó tương ứng đúng vị trí của tham số tương ứng. Đối này đối với cái này đối chúng ta là hoàn toàn dễ hiểu đúng không nào? Đấy. Tất nhiên là khi là không thể là khi chúng ta gọi một cái chúng ta có một khai báo một cái hàm là hàm f nó có hai cái biến là x và hai cái tham số x và y, khi chúng ta gọi hàm là f là 2, 3 thì tất nhiên là 2 phải ứng với x gì rồi, chẳng nhẽ 2 ứng với y à. Đấy, chúng ta hiểu 3 này chắc chắn là phải ứng với gì? Ứng với y rồi, tất nhiên rồi. Cho nên là mặc định tất nhiên là khi chúng ta gọi hàm thì đây chính là các cái đối số vị trí, cái này là đối số vị trí. Được chưa? Mà chúng ta nhớ lại cái định nghĩa khi chúng ta gọi hàm đối với Pascal hay MC thì tất cả cái lần lời gọi hàm của Pascal và C đều là vị trí hết. Để chúng ta như vậy là khái niệm với đối số vị trí này là hoàn toàn tương thích hoàn toàn với Pascal và C, và đối với Pascal và C chỉ có khái niệm là vị trí thôi, đối số vị trí chứ không có khái niệm là đối số hóa. Nhưng mà riêng đối với Python thì có thêm khái niệm là đối số hóa nữa, rất là hay nhé. Mình nhắc lại này, như vậy là đối số vị trí chính là cái mà là dễ hiểu, chính là kiêm là đối số ở vị trí nào thì ứng với tham số ở vị trí đó khi khi chúng ta gọi hàm thì đó là đối số vị trí. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem lại cái sang cái ý thứ hai là thế nào, vậy thế nào là đối số hóa. À, cái này rất hay luôn này nhé. Đối số hóa nó là như thế này, đối số hóa là như sau, là khi chúng ta gọi hàm ấy thì chúng ta chỉ rõ ra cái hóa tương ứng của đối số đó. Đấy. Khi chúng ta chỉ rõ ra cái giá trị thì người ta gọi nó là đối số hóa, tức là hóa ứng với giá trị, hóa với giá trị. Đó, thế là như vậy đối số hóa là cái gì? Trước khi tôi mô tả thì về như vậy thế nào là đối số hóa nhé. Đối số hóa là khái niệm mà trong Pascal và C là hoàn toàn không có nhé. Đối số hóa là cái gì? Là cái đối số mà khi gọi hàm nhé, khi gọi hàm thì cái đối số nó có giá trị là hóa
bằng value thì nó mô tả chính xác cái khóa bằng giá trị. Đây nhân tôi với ví dụ này, bây giờ khóa, từ khóa tiếng Anh nó là key, keyword, key ứng bên này là value, chỉ ra có dấu bằng ở đây nhé. Đây bây tôi xin nó mô tả đối với cái hàm này nhé. Đấy thì chúng ta có thể gọi như này, chúng ta có thể gọi là f ghi rõ là x thì bằng 2,y bằng 5. Đấy, như vậy lượng hàm là tường minh. Enter. Thế là gọi hàm này tương đương với là 2 và 5, đúng là 2 và 5. Tương đương thôi, không có gì cả. Nhưng mà đây chúng ta tường minh hơn, chúng ta chỉ rõ rằng là như vậy là x bằng 2, chỉ rõ là đây chính là cái đối số ứng với cái tham số là x, còn cái đối số này là tương ứng với tham số là y. Có thấy không nào? Được chưa? Như vậy là cái đối số hóa là gì? Đối số hóa là cái đối số khi chúng ta gọi hàm. Thì cái việc mà chúng ta lời gọi hàm, khi mà chúng ta gọi hàm đối số đó thì nó là gọi hàm, nó có cái mô hình như thế này, mô hình là khóa bằng value. Đấy. Đây chính là cái lời gọi hàm, cái đối số khóa là cái lời gọi hàm như sau. Cái lời gọi hàm của nó là như thế này. Là khóa hay là key bằng value. Ở đây key gì? Key chính là trùng với, key bắt buộc là phải trùng tên với tham số của hàm thì máy mới hiểu nhé. Vì tham số của hàm là x thì bắt buộc cái key này là chính là phải là x hoặc là y, không 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 thể là khác được. Lấy ví dụ thế này là sai ngay này. Ở đây tôi viết là f f xong tôi viết là gì, là z bằng 10, xong tôi viết là t bằng 1. Thế này mày mày báo lỗi ngay, không có chuyện như này, mày báo lỗi ngay, không hiểu, nó phải là chúng phải là x và y. Thì tôi có thể viết như sau, Bao nhiêu câu? tôi có thể viết như này nhé, các bạn chú ý nhé, cái khóa nhá. Đây tôi có thể viết là đây tôi có thể viết là 2, x thì là 2, y thì viết là y bằng 5. Máy vẫn hiểu bình thường, máy hiểu chính là nhưng mà có thể ở một nửa đầu của nó là đối số gì, đối số là bằng vị trí, còn nửa sau là đối số khóa, được chưa? Thì đối số khóa nó hay là gì? Đối số khóa hay là chúng ta chỉ rõ tường minh từng cái khóa một. Cho nên cái hay của đối số khóa là chúng ta có thể không cần đúng vị trí nữa. Đây f đáng nhau tôi viết là x thì bằng 2, 2 bằng 5, đúng không nào? Cái này làm là máy vẫn hiểu bình thường, mà cái này cái đối số hóa này là đúng vị trí luôn. Nhưng mà hay nữa này, tôi viết này, tôi viết là y bằng 5 được không, phẩy x bằng 2 được không, hoàn toàn được, vẫn là máy vẫn hiểu. Thì đó chính là số là 37, thấy không nào? Vì sao chúng ta để ngược lại cũng được nhé, ở trên này của chúng ta là x và y cơ mà, nhưng mà dưới này là y trước x sau. Đấy. Thì cái hay của nó là như vậy, là vì chúng ta đã chỉ rõ tường minh đây là cái đối số ứng với là cái khóa y, đây là đối số ứng với khóa x gì, cho nên là khi chúng ta mô tả đối số khóa thì cái vị trí nó lại không quan trọng được, vị trí là chỉ không cần được. Như vậy là đối số vị trí thì bắt buộc vị trí phải đúng, còn đối số khóa thì có thể không cần đúng vị trí nữa. Các bạn thấy không nào, cái hay của nó nhé. Như vậy chúng ta ghi thêm một ý là đối với đối số khóa đấy thì cái vị trí không quan trọng nữa, vị trí không quan trọng nữa, không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta chỉ ra cái khóa nào, quan trọng là cái quan trọng là chỉ ra đúng khóa, đúng tên khóa, là sai thì không được, chỉ ra đúng tên khóa, đúng tên khóa. Đấy, đang chú ý nhé. Như vậy là đối số thì nó chia làm hai loại, đối số vị trí và đối số khóa. Đấy. Với tham số thì chúng ta nó chia làm hai loại, tham số bắt buộc, tham số là mặc định. Thấy không nào? Bây giờ tôi với thêm một cái chú ý rất quan trọng nữa là gì? Chú ý rất quan trọng luôn, một cái đối với tham số thì bắt buộc là tham số
tham số bắt buộc phải đứng trước tham số mặc định. Tham số bắt buộc phải đứng trước, phải đứng trước tham số mặc định hay tham số tùy chọn. Cái này rất quan trọng nhé. Đối số cũng vậy, đối số vị trí phải đứng trước đối số khóa nhé. Đây là đối với tham số nhé. Còn đối với đối số là đối số vị trí phải đứng trước đối số khóa. Đấy, làm chú ý nhé. Làm chú ý nhé. Lấy ví dụ như này nhé. Bây giờ tôi viết như này là sai ngay này. Đây, xy đây nhé. Bây giờ tôi viết là f x thì bằng 2 và y. Đấy. Thì không đúng vậy. X thì bằng 2 phải và là 8 này nhé. Như vậy là cái tham số tôi định là đối số thứ nhất của tôi là đối số khóa, đối số thứ hai là vị trí. Mày báo lỗi ngay vì chúng ta không không được phép về mặt lý thuyết là đây là đối số vị trí phải đứng trước đối số khóa. Chúng ta chú ý nhé. Như vậy là viết là f 8 phải, sau đó là y bằng 4 thì được không sao, nhưng mà ngược ngược lại thì không đúng. À, chú ý rất quan trọng nhé. Đây là cái đối số vị trí là phải đứng trước đứng trước cái đối số khóa nhé. Đấy, cái đối số khóa nó có giá trị là nó có cái cách mô tả là như vậy. Cái cách mô tả cái đối số khóa có thể nó rất là giống, nó gần giống với nó rất giống với cách chúng ta mô tả tham số lựa chọn. Đây này, khai báo rồi. Đây này. Đây tôi chưa khai báo, bây tôi khai báo nhé. Def f x phẩy y bằng 2, đây chính là cái khai báo đây nhé. Return x y. Còn thế nhưng mà thì ở trong cái khai báo này thì x thì là cái tham số là bắt buộc, còn y là tham số là lựa chọn, thì nó có cái mô tả là y bằng 2. Như vậy cái cách viết này nó giống với cách chúng ta gọi ở đây này, giống rất là giống, hai cái hơi hơi giống nhau trên chỗ này, chỗ là nhiều người hay nhầm lẫn nhé. Cùng viết là kiểu là y bằng hay là x bằng gì đó, nhưng mà ở đây là khác, ở đây là gọi đây là đối số khóa khác hẳn nhé. Còn đây là gì, đây là cái tham số mặc định, hai cái nó khác nhau mà cách viết của nó là giống nhau. Cho nên là nhiều người cũng sẽ nhầm lẫn cái này, hay nhầm lẫn cái này. Với ví dụ khác nhé, việc tôi viết một cái hàng g của chúng ta có 3 tham số nhé, x, y và z, 3 tham số nhé. Ví dụ như vậy nhé, tôi return x nhân với y cộng với y nhân với z, tôi lấy ví dụ như vậy nhé. Được chưa? Tôi gọi hàm này nhé. Cái gọi vì tôi gọi là hàm hàm vì tôi viết ví dụ như là 2, 1, 4 được 5. Gọi đây là, tất cả các đối số này đều là đối số vị trí hết. Được. Bây tôi gọi tiếp này. Đối số thứ nhất là vị trí 2. Đối số thứ hai 3 là khóa. Tôi viết như sau, cái 2 là cái đối số nhất là vị trí thì phải ứng với x gì? Y tôi có thể viết ngược lại là z bằng 2 y bằng 1 vô tư. Cái này là vô tư hoàn toàn. Thấy không nào? Cái này. Như vậy là ở đây cái gọi hai này thì cái 2 là cái đối số vị trí, còn z y ở đây chúng ta là đối số khóa. Đối số khóa chúng ta không còn đúng vị trí. Ở trên này khi chúng ta khai báo là z ở cuối, nhưng gọi hay gọi là z là giữa, vô tư không sao cả. Ở trên này y là ở z ở cuối chứ. Ở trên này y là ở giữa thì ở dưới chúng ta gọi là đối số là khóa thì y nó nằm ở cuối. Cái này là hoàn toàn đúng, không bị sai gì cả nhé. Tôi để z bằng 5 này, z bằng 5 này, y bằng 1 thì cái lời gọi này là 9 tháng 7 luôn này. Ứng với là 2, 1, 5 luôn. Đấy, 9 tháng 7 luôn. Đấy. Đấy không nào. Viết này là sai nhé. Tôi viết này là sai. Tôi viết là vì là x thì bằng 2. Nó là y bằng
y bằng 4, sau đó là z là tan 9 thì là sai. Vì không được phép là mô tả đối số là vị trí nằm sau, đứng sau cái đối số hóa. Cái này là báo lỗi ngay. Được chưa? Các bạn chú ý nhé. Đó là cái mô tả. Yeah. Bây giờ tôi sẽ mà như vậy là chúng ta nhắc lại này, cái tổng kết lại này, chúng ta tổng kết lại cái khái niệm mà tham số và đối số. Tham số thì có hai loại: tham số bắt buộc và tham số lựa chọn. Tham số bắt buộc là tham số mà khi gọi hàm bắt buộc phải có nó, còn tham số lựa chọn, tham số mặc định thì khi gọi hàm có thể bỏ qua thì máy sẽ vẫn đưa vào cái số mặc định. Đó là tham số. Còn đối số có hai loại: một là đối số vị trí, tức là khi chúng ta gọi thì cái đối số đó là đúng vị trí tương ứng của cái tham số. Còn loại thứ hai là đối số hóa, khi gọi chúng ta mô tả tường minh cái giá trị hóa của cái tham số đầu vào. Cho nên là chúng ta ghi là hóa keyword bằng giá trị bằng value thì máy sẽ tự động tìm đúng cái đó, truyền dữ liệu vào. Cho nên là cái như vậy là cái đối số vị trí thì bắt buộc phải đúng vị trí. Đối số khóa thì không cần bắt buộc đúng vị trí, nhưng mà bắt buộc phải đúng tên khóa, đúng tên của tham số. Và một cái điều nữa rất quan trọng là đối số vị trí phải đứng trước đối số khóa. Đáng chú ý nhé. Đó là một vài cái. Thì bây giờ tôi mô tả các bạn cái mô hình, cái khai báo tổng quát của hàm là như thế này. Khi chúng ta xem các cái việc, tôi lấy ví dụ cái hàm sort. Sorted. Đây là một cái, tôi gọi cái hàm sort. Chúng ta nhớ cái hàm này, đây là cái hàm mà nó có hàm này, chủ hàm để sắp xếp một cái dãy số. Hàm sorted, hàm chung nhé. Có thấy không? Nó có mô tả này. Đây là một tham số đầu tiên này, xong có dấu chéo này, có dấu sao này, xong key bằng none này, reverse bằng false, thấy không nào? Nó hơi phức tạp. Thì các bạn có hiểu thế nào là dấu chéo ý nghĩa gì không, dấu sao là cái gì không? Đấy. Như vậy là chữ key bằng năng, đây chính là tham số, là key bằng năng chính là tham số gì? Chính là tham số lựa chọn, tham số mặc định. Reverse bằng for cũng là tham số mặc định, đúng không? Còn iterable, cái tham số này này, tham số đầu tiên này chính là tham số bắt buộc. Được chưa? Nhưng mà có thấy đây nó có thêm cái ký hiệu là chéo, ký hiệu là sao, để chúng ta sẽ tìm hiểu cái khuôn dạng tổng quát của hàm ở trong Python là như thế nào. Và chúng ta nhìn thấy cái khái niệm là dấu chéo, cái dấu gạch chéo này này và dấu sao ý nghĩa là gì. Thì việc tôi mô tả các bạn cái đó nhé. Cái này là cái rất nâng cao đấy. Thì các bạn thì khi nào các bạn đọc tài liệu có thấy nó, các bạn không phải suy nghĩ gì cả. Đây thì dựa trên cái cách gọi đó thì chúng ta mô tả cái khuôn dạng tổng quát khi khai báo hàm số, khuôn dạng tổng quát của hàm số, của khai báo hàm số, của khai báo hàm trong Python nhé. Cái này là cái rất quan trọng. Python cái mạnh, nó mạnh của nó là ở chỗ này. Thật ra là khi mà học sinh học lớp 10 học thì học rất đơn giản thôi, học những khái niệm cơ bản nhất của hàm. Thì thật ra là khi mà những khái niệm mà học sinh học cho học lớp 10 ấy, thì thật ra cái việc học về hàm nó còn dễ hơn là học hàm trong Pascal và C. Nên, tuy nhiên bây giờ các bạn học thêm một chút ở đây đấy, phần này là phần tôi sẽ không hề có ấy. Thì phần này chính là cái phần rất là sâu, mà nó sâu hơn hẳn, nó khác hẳn so với Pascal và C, phức tạp hơn rất là nhiều lần. Rồi, thế bây giờ tôi mô tả các bạn cái khuôn dạng tổng quát của cái hàm trong Python. Thì vẫn là cái def bình thường thôi, sẽ là cái tên hàm thì bọn chúng ta biết rồi, tên hàm giống như là mọi khi thôi, tên hàm nhé. Rồi sau là mở ngoặc đó. Rồi thì tất cả những cái tham số ở bên trong hàm có thể mô tả như sau này, thì tôi cứ tạm thời viết nhé. Đầu tiên tôi viết là p1, p2, p2, tức là gạch có thể nhiều nhiều tham số ở đây nhé. Sau đó là có dấu phẩy, gạch chéo này có thể có không có nhé, gạch chéo không phẩy, xong đó là pk, pk1, PK2, phẩy, phẩy, có thể là nhiều nhất, sau đó là dấu sao, dấu sao lại ở đây này, sau đó là phẩy nữa, sau đó là KW1, KW2. Đấy, thì đây chính là khuôn dạng
tổng quát của cái của các cái tham số khi chúng ta định nghĩa một cái hàm. Thì các bạn thấy là nó các cái chúng ta được phép chèn vào giữa những cái tham số của nó, những cái ký hiệu dấu chéo, ký hiệu dấu chéo. Chúng ta chú ý nhé, ký hiệu dấu chéo. Đấy. Thì như này này nhé, nhé thì ở đây chúng ta chú ý là tất cả những tham số này là hoặc đều là có thể là hoặc là gì, hoặc là tham số bắt buộc hoặc là tham số hóa, không quan trọng đúng không nào nhé. Cho chú ý là tham số bắt buộc là phải trước, tham số hóa là sau. Nhưng mà cái này tôi không nói cái đó, cái tôi muốn muốn nhấn mạnh chỗ này để ta đi vào cái việc là chúng ta sẽ định hướng cái các cái đối số được chưa. Rồi thì như thế này, thì khi chúng ta mô tả như này thì như sau này, tất cả những tham số mà trước cái dấu chéo đây này, thì cái tham số này này là cái tham số này là ứng với đối số của nó là như sau. Tất cả những tham số mà được mô tả trước dấu chéo nếu có thì tham số đó người ta tham số này là tham số sẽ phải sẽ tương ứng với đối số mà bắt buộc là vị trí, với đối số bắt buộc là vị trí, bắt buộc là vị trí. Tức là những tham số trước dấu chéo này thì không được phép là gọi hàm bằng tham số khóa, mà bắt buộc phải là không được phép gọi hàm bằng đối số khóa, mà bắt buộc phải gọi hàm bằng đối số bằng bằng đối số vị trí, là vị trí. Cho nên cái kiểu là p chính là chữ position, p chính là position. Như vậy là những khai báo mà đằng trước cái dấu chéo ấy, nếu có, không có thì thôi nhé, không có thì không có, còn nếu có trước dấu chéo thì nó sẽ là thì nó sẽ là bắt buộc là vị trí, bắt buộc là vị trí, còn không có thì thôi. Còn đây này, còn đây là bình thường nhất khi chúng ta mà khi mà khai báo cái hàm mà là không có dấu chéo, không có sao thì nó chính nằm ở khu vực này, khu vực giữa này nhé. Thì khu vực giữa là gì, là đây là ứng với các cái là những cái tham số ứng với đối số của nó là hoặc là cho phép là vị trí, đối số vị trí, cho phép là đối số khóa. Đây là mặc định, chỗ này là cho phép là đối số là vị trí hoặc khóa. Thì mặc định cái hàm này là như này, mặc định cái hàm mà khi chúng ta khai báo một cái hàm mà nó khi chúng ta khai báo một cái hàm bất kỳ mà ví dụ là như này, ví dụ chúng ta khai báo một cái hàm def f x y z thì mọi người thì hiểu chính cái này này ứng với là cái phần giữa này nhé, cái phần này này ứng với cái phần ở giữa đấy. Vì nó không có dấu chéo, không có dấu chéo và không có dấu sao thì mà định hiểu nó chính nằm ở giữa chéo và sao, chính là phần ở giữa. Tức là cái x y z này là nó là tương đương với là khi gọi hàm đối số hàm thì nó có thể là hoặc là đối số vị trí hoặc đối số khóa, nhưng ta còn làm như vậy. Phần giữa chúng ta hiểu là pk, chữ p đây là position là vị trí, còn k đây là keyword là khóa. Nên ở giữa ở đây là có thể là vừa p có thể là k được, cho ta vô tư nhé. Rồi tiếp theo là những cái đối số, những cái tham số mà nằm ở sau dấu sao thì lại bắt buộc phải là khóa. Chỗ này này là bắt buộc khi chúng ta gọi hàm thì bắt buộc là đối số khóa. Đấy, rất đặc biệt nhé. Như vậy là cái phần đằng trước dấu chéo là bắt buộc là khi gọi hàm bắt buộc phải là đối số vị trí. Phần sau đằng sau có dấu sao là bắt buộc phải là đối số khóa, còn phần ở giữa thì là tùy ý, có thể là đối số vị trí hoặc có thể là đối số khóa. Bạn thấy không nào? Đấy, bây giờ chúng ta quay lại cái hàm sort thịt nhé. Đây, chúng ta quay lại cái hàm sort thịt, cái hàm rất hay dùng khi chúng ta sắp xếp một dãy số đây. Thì như vậy là cái tham số đầu tiên của nó này là làm tham số đầu tiên này mô tả ví dụ là sắp xếp một cái dãy số đấy. Đây là một cái list, là một cái tuple đấy. Thì tham số này là đứng trước dấu chéo, tham số này là bắt buộc phải là tham số vị trí. Ok không nào? Bắt buộc phải là tham số vị trí. Tiếp theo là dấu chéo và dấu sao. Như vậy ở giữa chéo và sao là gọi là không có gì cả. Đằng sau hai cái này, hai cái key bằng none và reverse bằng for này là đằng sau dấu sao. Cho nên bắt buộc phải là đối số khóa. Bạn thấy không nào? Bắt buộc phải là đối số khóa. Biết tôi làm này là sai này, biết tôi gọi hàm nhé, biết tôi làm thử một quả xem nhé. Đây. Hàm có thể là hàm rất hay, hàm hay dù. Thì tôi gọi a là một cái
mà nó trả lại giá trị là một cái dãy nhé. Tôi gọi A là một cái list nào đó nhé, vị là một cái range, từ 0 cho đến 10 chẳng hạn này. Nó làm cái dãy 0 đến 10 nhé. Bây giờ tôi sort it. Đây, iterable này là biến thế này. Tôi biết A này là đây là đúng vị trí rồi, cả là giá trị chính là cái sắp xếp của dãy của cái dãy A. Còn tôi điểm A, tôi điểm điểm không hay lắm. Tôi để A bằng cái này nhé. A bằng là range 10 trừ 1. Cho nó ngược lại đúng không? Cho nó ngược lại nhé. Để tôi sắp xếp được. A là ngược. A là cái này này. A là ngược lại nhé. Từ đây này tôi thôi được. Tức là từ 10 trở về 0 đấy. Thì bây giờ tôi sort thịt A nhé. Đây. Chạy lại như này thì nó sẽ xếp lại. Thôi tự tăng dần đấy. Đấy. Bây giờ tôi làm lý tiếp nhé. Tại vì tôi sort thịt tôi để là y tờ là cái tham số đó là y y tờ Rồi nhé. Tôi viết là bằng A. Nhưng mà tôi đã khai báo cái này là đối số hóa, Enter máy sẽ báo lỗi ngay. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhớ lại là cái hàm sort thì chúng ta nhớ lại cái hàm sort thì là như thế này. Cái iterable này là cái là cái tham số mà đứng trước dấu chéo, cho nên nó bắt buộc phải là đối số vị trí. Phải nhớ lại nhé, bắt buộc phải là đối số vị trí. Cho nên chúng ta không thể khai báo như này được. Đấy. Đây chính là đối số hóa, không được. Bắt buộc chứ khai báo nên tôi gọi thế là bị sai ngay lập tức. Đó, chúng ta chú ý nhé. Quan trọng là nhớ lại cái này một tí này. Ở đằng trước cái dấu chéo đây này, đây là bắt buộc phải là đối số vị trí đây này, bắt buộc phải là vị trí đối số như là P1, P2 đây này. Còn sau dấu sao đây này là bắt buộc phải là đối số hóa. Bây giờ tôi làm thử nhé cho các bạn xem cái bài này. Đây 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 đằng sau nó là key bằng none và reverse bằng for. Cái reverse này này là bằng for nếu mà xếp theo thứ tự tăng dần, còn reverse bằng true là xếp theo thứ tự giảm dần. Bây giờ làm thử nhé, bây giờ tôi viết lại này. A tôi viết A bằng giữa kỳ nhé. A đây 1 3 10 0 trừ 3 15 4 này. Được chưa? Bây giờ tôi sort thì này. Cái hàm này làm rất quan trọng. Cái hàm này làm chú ý cái hàm này là cái hàm sort thì nó khác với hàm sort này nhé. Cái hàm này là cũng là sắp xếp, là một phương thức của list, nhưng cái hàm này là nó làm thay đổi cái đối tượng A. Còn cái hàm sort thì nó chỉ làm dãy mới mà không làm thay đổi A. A vẫn giữ nguyên. Đây A đây nhé. Bây giờ tôi thay nó bằng reverse bằng for nhé. Tôi là thay bằng bằng true nhé. Khi tôi viết là true thì máy báo lỗi ngay. Khi tôi viết như này thì máy hiểu à đây chính là cái đối số vị trí được thay vào là true, máy báo lỗi ngay. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã thấy là cái dòng chữ reverse bằng for là đứng đằng sau có dấu sao. Mà đứng sau dấu sao là cái gì? Đứng sau dấu sao là đây là bắt buộc phải là đối số hóa. Đấy, cho nên tôi phải khai báo lại như sau nhé, thì em đúng này. Bây giờ ta sẽ chấp A theo tự giảm dần, ta làm như sau. A phải reverse bằng true. Đấy, bắt buộc tôi phải khai báo cái này nó bằng là đây là đây chính là cái đối số khóa đây này, đối số khóa thì tôi gọi hàm có dấu bằng đây là đối số khóa. Còn A đây là cái bắt đầu nằm là đối số vị trí, còn default đối đối số khóa đây. Nó sẽ theo tự giảm dần, thế nào nó trả lại A không thay đổi. Cái hàm sort thì là như vậy nhé. Hàm sort thì là cái hàm mà nó trả lại là một cái dãy, là một cái list sắp xếp lại theo dãy ban đầu là A theo tự tăng dần hoặc giảm dần, mặc định là tăng tăng dần. Còn chúng ta thêm cái reverse bằng true thì nó sẽ là giảm dần. Nên các bạn thấy rất là hay không nào, rất là hay luôn nhé.
còn cái biến nữa là cái biến ki thì cực kỳ khó luôn, cái này thì để sau. Ý nghĩa ki này tôi sẽ nói sau, về phần này là phần rất là khó, thì sang đến cái phần này. Thì là một hôm khác, một lần khác khi có điều kiện quay lại đây thì tôi sẽ mô tả lại cái ý nghĩa của cái tham số ki này. Nhưng mà cái ki này cũng đặt sau cái dấu sao, cho nên nếu dùng nó vẫn phải dùng theo là đồ số hóa, bắt buộc chúng ta phải phải viết ra là ki bằng, chứ không được viết không không được viết là không được viết thẳng cái giá trị của cái tham số ki, mà bắt buộc phải viết là ki bằng, thì nó là cái tham số, nó là ứng với nó là đồ số hóa. Các bạn chú ý chứ nhé. Vì nhắc lại nhé, đây chính là cái ý nghĩa, là cái mô hình tổng quát của của hàm rất quan trọng. Các bạn thấy như vậy là cho giờ phút này các bạn đã thấy là khái niệm là hàm ở trong cái Python nó thực sự là phức tạp, nó là khá phức tạp luôn nhé. Được rồi, thế bây giờ tôi sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Bây giờ tôi sẽ mô tả thêm một cái tính chất nữa của hàm mà các bạn sẽ thấy là ở trong mà nó mà gọi nâng cao đi, nâng cao của hàm mà ở trong Pascal và C thì không thể có được, tôi nghĩ là không thể có, rất là khó thì này nhé. Đây bây giờ tôi đây về tôi định nghĩa một cái hàm nhé. Tôi định nghĩa một hàm là tôi sẽ dùng để tôi dùng để tôi tính 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 tổng, thì tính đơn tính tổng cho đơn giản nhé. Ví dụ đây f tôi gọi là t là tổng dễ, tổng của các tôi là a phẩy b nhé, mà tôi return return là a cộng b, được chưa, a cộng b thì đây tổng chúng đây tổng của hai số là 12 chưa. Thì bây giờ tôi muốn tính tổng của ba số được không, 2 3 4 lỗi ngày vì chúng ta khai báo cho nên chỉ có hai biến. Bây giờ tôi muốn tính tổng của ba biến là sai, thì vậy muốn tổng ba tôi lại phải làm lại cái hàm khác, tôi phải lại đếm cái hàm khác tôi gọi là tổng ba đi. Tổng ba gồm có ba tham số là a phẩy b phẩy c a phẩy c, và tôi sẽ return chúng ta là return a cộng b cộng c. Thấy không nào? Đấy, chúng ta mới tính tổng nào. Tổng 3. 10, 1, 1. Đấy. Thế bây giờ làm cái nào cũng là tổng quát được không? Đấy, chuyện này chuyện rất khó. Làm thế nào mà tôi có thể viết cái hàm tổng mà tôi có thể gọi là đây gọi là 1, 2 vẫn vẫn đúng. Tôi gọi là 1, 2, 6 vẫn đúng. 1, 2, 8 vẫn đúng. Thế là tôi gọi thế nào cũng được. Đấy, thì đây là cái rất là hay của Python. Python là cho phép chúng ta là khai báo như vậy đấy, cho phép chúng ta là khai báo, nó gọi là cho phép chúng ta khai báo một cái số lượng tham số là một số lượng các cái tham số là tổng quát bất kỳ luôn. Khi chúng ta gọi hàm thì chúng ta gọi nó là chúng ta gọi bao nhiêu cũng được, 1, 2, 3, 4, 5 cũng được. Đấy, thì chúng ta có thể coi cái này là một cái dãy dãy các số đi, ví dụ thế nhé. Thì bây giờ tôi cách khai báo là như này nhé, rất là hay. Thế là cái khai báo này nó liên quan một cái định nghĩa khác mà tôi mô tả xong. Thế là tôi mô tả luôn nhé. Bây giờ đây là chúng ta khai báo một cái hàm mà số lượng các cái tham số là tùy ý, cực kỳ hay, cái này rất hay tùy ý. Thì cách làm như sau, cách làm là chúng ta sẽ khai báo cái như sau, chúng ta sẽ viết một dấu số sao ở phía trước nhé, và chúng ta đặt một cái biến bất kỳ ví dụ như là a chẳng hạn, các bạn đây hay là d không quan trọng nhé. Đấy. Đấy. Thì khi tôi khai báo này thì sao d sẽ là máy nó hiểu à đây là một cái dãy số bất kỳ, và ở đây d chúng ta hiểu đây d có thể là một cái làm cái dãy, d này có thể là dãy, d có thể là một cái dãy là có thể là một cái list hoặc có thể là một cái tuple cũng được. Thì cái làm như sau này, khi khai báo này thì là khi tôi biết là tổng của sao 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 là một cái biến ấy, là một cái giá trị, thì cái biến này này thì nó hiểu đây chính là một cái đối tượng dữ liệu thuộc kiểu dãy, thuộc kiểu hay tổng quát hơn là kiểu dữ liệu là tuần tự, tuần tự kiểu dữ liệu tuần tự
trung tuần tuần tự chính xác hơn, nhưng mà cụ thể hơn là đây chúng ta đây là kiểu dãy hoặc là tuple, hoặc là list hoặc là tuple đó. Thế cái làm là như sau, cái làm như sau, chúng ta coi D là một cái dãy đi và cho tính tổng. Đây tôi viết là s thì đặt bằng 0 đúng không? Và chúng ta dùng lệnh lặp như bình thường for x thì in D đấy, 2 chấm và s thì bằng s thì cộng x đấy không nào, và đến đây chúng ta return bằng thế hay không nào, à nhá, enter. Như vậy ở đây chúng ta sẽ coi D là một cái biến dạng là một cái biến dạng là list. Để list thì có một lệnh là for x in được, đây là duyệt trên trên list thôi. Mà cái ở trong Python thì tất cả những cái biến cái đối tượng dữ liệu nào mà hỗ trợ cái lệnh là for x in thì người ta gọi chung là đối tượng, nó là đối tượng dữ liệu tuần tự. Cái này tôi sẽ nói sau. Thì thực ra cái như vậy cái hàm dép tổng này là cái hàm mô tả đây chính là một cái đối tượng dữ liệu tuần tự tổng quát. Nó có thể là range, nó có thể là string, nó có thể là sâu, nó có thể là tuple, nó có thể là list, có thể hay dùng nhất là list thôi. Nó có thể là tuple. Thấy chưa? Khi biết dấu sao ở đây thì khi máy sẽ hiểu là như vậy là tổng quát, mà khi mà gọi hàm chúng ta có thể gọi hàm là một cái dãy bất kỳ các số nào. Nhân biệt tổng này. Tổng nhé, 1 2 sẽ là 3. Bây giờ tôi có thể gọi thêm là tổng này, 1 1,2,4 7 tổng 1 2 4 8 10 vô tư nhé, chúng ta gọi bao nhiêu cũng được không quan trọng, 100 chỗ cũng vô tư, tổng là chính là tính là tính đúng được trên nào đó. Thì đây chính là một cái điều rất rất là quan trọng, rất là hay luôn của cái của Python, tức là nó có ký hiệu là sao đấy, sao. Thì như vậy chúng ta bây giờ chúng ta ghi lại cái cách chúng ta mô tả cái khai báo hàm. Đây là cái mà trong Pascal, trong C không thể có, không thể nào có, mà nó rất nâng cao, nó giúp chúng ta viết hàm rất đơn giản và rất là dễ dàng. Khai báo hàm với tham số bất kỳ, bọn tôi dùng từ này bất kỳ nhé. Khai báo như sau này, khai báo def này, sau là f này, sau là dấu sao, à, chúng ta dấu sao, và sau dấu sao là một cái biến bất kỳ, tôi viết là ví dụ như là ag nhé, à, trong cái sách này. Thì khi chúng ta khai báo như này, ở phía dưới này sẽ là cái phần mô tả, phía dưới này sẽ là phần mô tả hàm đúng không? Thì khi mô tả hàm này thì cái arg này này thì nó hiểu, nó coi là một cái đối tượng dữ liệu, nó coi như là một cái đối tượng dữ liệu có dạng như là dãy, có dạng như là có thể nó là list này, có thể nó là tuple này, có thể nó là range vô tư đi, hoặc là nó có thể nó làm cái gọi là str là string, hoặc là bất cứ một cái dữ liệu nào khác tổng quát hơn thì nó là dữ liệu, nó gọi là dữ liệu tuần tự. Tuần tự thì tôi biết tôi nói thêm một chút khái niệm một chút tuần tuần tự nhé. Ở trong cảm giờ là trong Python thì mọi thứ, mọi mọi kiểu dữ liệu đều là đối tượng hết, tôi nói rồi. Thì một trong cái kia kiểu dữ liệu mà hay sử dụng nhất trong trong Python rất quan trọng, đó là cái kiểu dữ liệu tuần tự. Kiểu dữ liệu tuần tự. Đồng chú ý nhé. Tiếng Anh nó là iterable. Đấy, iterable. Đấy. Thì cái này chỉ là dữ liệu tuần tự. Thế là tuần tự, tuần tự tức là gì, tức là cái dữ liệu mà định nghĩa nhé, định nghĩa là cái dữ liệu mà hỗ trợ cái lệnh for x in đối tượng dữ liệu in object, lệnh for in là lệnh duyệt. Thì tất cả cái dữ liệu nào mà hỗ trợ lệnh for in đều là tuần tự hết, như là list là tuần tự này đúng không nào, tuple cũng là hỗ trợ for in này, range hỗ trợ for in này, và str hỗ trợ for in, và nó là vừa vừa là hỗ trợ for in cho nó là tuần tự. Đấy, các bạn thấy như vậy là cái đây chính là cái định nghĩa mô tả một cái hàm mà có đối số là tùy số, tùy bất kỳ tùy. Thì đây là một cái điểm rất là hay
rất hay của Python. Bây giờ quay lại cái lỗi chúng ta xem nhé. Đây rồi, đúng rồi, chúng ta nhớ lại cái hàm sorted đấy, có đều chữ iterable này. Iterable này chính là tuần tự đấy. Nhưng mà là cái hàm sorted nó không phải chỉ áp dụng trên 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 list đâu, áp dụng trên cả tuple, áp dụng trên cả range, áp dụng lên trên cả string, áp dụng trên tất cả bất cả một mọi cái đối tượng dữ liệu nào mà thuộc kiểu dữ liệu là tuần tự, tức là iterable. Tôi lấy ví dụ nhé. Đây tôi viết như này đây. Error nhé. Error là range của một cái hàm, của một cái dãy là bắt đầu từ 100, 100 và kết thúc là 0, trừ 1, và bước nhảy của chúng ta là trừ 2 chẳng hạn. Đấy. Bây giờ tôi viết cái hàm sorted error thì nó trả lại giá trị là một cái list và sắp xếp lại cái dãy error theo tự là tăng dần từ 0 đến 100, cách nhau là 2, thấy không nào? Mà thân cái error của nó là sắp xếp thứ tự giảm dần, mà tôi dùng cái hàm sorted này. Các bạn thấy như vậy là cái hàm đối tượng của cái hàm cái tham số của cái hàm sorted này là không 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 chỉ là cái list mà nó là range, bản thân range nó là một đối tượng tuần tự. Đấy, bạn thấy rất là mạnh. Đó thì cái định nghĩa mà có cái dấu sao này này là như vậy. Thì giờ tôi sẽ mô tả thêm cái khái niệm sao nhé. Thật ra cái ý nghĩa của đó chính là ở đây cái ý nghĩa của cái này chính là cái ý nghĩa của cái sao. Cái sao này là quan trọng. Đấy. Thì cái sao ở trong cái sao là một cái ký hiệu sao ấy, cái làm cái ký hiệu rất là mạnh, đặc thù của Python. Cái này đúng là cái này nó hơi mẹo quá. Thực ra cái này chúng ta chỉ biết thôi, cũng không không dạy cho học sinh, vì học sinh mà dùng cái này nhiều quá nó sẽ bị nó mất một cái tư duy, một cái tư duy lập trình bài bản. Nó làm cái công cụ mẹo của Python, nhưng mà nó rất hay của nó là nó giúp cho cái việc viết Python trở nên rất là hay, rất là ngắn gọn và rất là hay luôn. Cho nên về cái bản chất kia, nhưng mà cái sao này nó hay của nó lại làm cho chúng ta viết cái hàm kia nó rất là mạnh. Và thế là nhưng mà cái hàm mà với cái số lượng phần số lượng tham số là tùy ý thì chả ở đâu để có được, không ở đâu mới có được cái mạnh như thế này. Thì mình nói thêm về cái sao nhé. Cái sao này là cái gì? Cái sao này chính là cái ký hiệu, nó gọi là ký hiệu unpacking. Tôi sẽ mô tả cho các bạn cái khái niệm đó nhé. Đấy. Bây giờ tôi mô tả một chút là cái này những cái này cho các bạn biết thôi, chứ các bạn không để biết thôi chứ không cần thiết phải dạy cho học sinh. Mà mai kia có thể dạy cho học sinh giỏi thì có thể thì các em nó đi thi thì các em viết chạy nhanh, còn đối với học sinh bình thường nói học sinh bình thường rất khó hiểu mà không nên. Thì ký hiệu sao này là ký hiệu nó là cái ký hiệu nó là unpacking, tức là ký hiệu mở dữ liệu, unpacking data nhé. Ký hiệu như này này là bây giờ tôi cho trước một cái em đây cho bạn xem cái sao có nghĩa như này này. Đây tôi lấy ví dụ nhé. A là một cái list nhé, 1, 2, 3 như này. Nhưng mà khi tôi viết là print, khi mà viết sao này thì máy báo lỗi ngay. Đây là quy ước của Python thôi, nó theo cái. Nhưng mà khi viết là print sao A thì nó sẽ in ra là 1, 2, 3 luôn. Hay nôm na gì? Cái là nôm na gì? Nôm na là như này. Sao A chính là dãy 1, 2, 3. Và đó là unpacking, tức là mở dữ liệu. Như vậy là a là một cái list thì cái sao a này chính là mở dữ liệu mà thành cái dãy luôn, dãy các phần tử của a, và chúng ta dùng lệnh print là vô tư. Dạy print, chúng ta dùng lệnh print như này là máy hiểu ngay. Đáng lẽ ra là chúng ta về lý thuyết chúng ta có thể là có một cái dấu sao như này là thực ra thế này là vẫn là được ấy. Về lý thuyết là được, vì là dấu sao đang sao đặt trước một cái biến, một kiểu dữ liệu là một cái dãy thì nó mở ra. Tuy nhiên là thăm quy ước của Python, của các cái người làm lập trình thì theo quy ước là không được phép. Thì dù sao
ở đằng trước, được chưa? Đấy, chúng ta chú ý nhé. Thế bây giờ tôi đây là cái hay của nó là như này nhé. Bây giờ tôi cái sau là rất hay là như thế này. Bây giờ như này nhé. Bây giờ tôi viết như này. Khi mà tôi viết, bây giờ tôi viết là x thì phẩy y bằng đây, bằng như này 12, 3, 5, 2, 5 như này nhé. Thì máy hiểu chính là gắn x thì bằng 12 và y bằng 5 đấy. Đúng không? Nên x thì chính là 12 và y bằng 5. Được chưa? Thế bây giờ tôi bây giờ sửa tôi làm như sau này. Bây giờ tôi đây, bây giờ giả sử có cái a của chúng ta, a của chúng ta là bằng đây 12,3,4,5,6,7 như thế này. Bây giờ tôi muốn lấy ra x là số 12, còn y là phần cuối của a thì làm như thế nào? Đó. Thì đây chúng ta, bây giờ đây chúng ta có thể dùng được cái dấu sao đây. Y này, phẩy này, sao x phẩy sao y bằng a. Được nhé. Thì đây máy hiểu là chỉ chính là phần thử đầu tiên, chính là 12. Còn cái sao y này là phần còn lại, đây chính là cái phép mở của cái y, y này chính là cái phần còn lại, chính là từ 3 đến đến 7. Như vậy chúng ta bấm vào đây nhé, enter này. Đấy. Thì chính là cái phần thử đầu tiên là 12, còn y là cái phần sau của a. Đấy. Bạn có thấy hay không nào? Rất là hay luôn nhé. À, hay là bây giờ tôi mua giải tiếp này. Mà bây giờ tôi mở tiếp rất là hay nha các bạn, chú ý này, chỗ này rất đặc biệt này. Bây giờ tôi muốn lấy ra số 12 và số 7 thôi, còn giữa giữa không không và phần ở giữa nữa, làm như sau. Tôi viết là x thì phẩy sao y phẩy z bằng a. Anh thì máy hiểu là gì? Máy hiểu là x thì chính là 12, được chưa? Còn z chính là gì? Z chính là 7. Còn phần ở giữa sao y đây chính là cái phần từ 13 đến 6. Hay không nào? X thì chính là 12, còn z chính là phần từ cuối là 7, còn y chính là phần ở giữa. Tất cả cái này đều dùng ký hiệu là sao. Các bạn có thấy rất là hay không nào? Thì bây giờ tôi áp dụng cái này, tôi làm, tôi nhớ tôi hay cho các bạn làm mấy lần trước ấy, khi mà học ấy, tôi hay cho các bạn làm cái lệnh là tách tên. Trong cái tên tách ra cho lấy phần họ, phần đệm, phần tên. Thì phần họ, phần đệm, phần họ, phần tên, phần đệm là phần ở giữa là hơi khó. Thì chúng ta áp dụng cái này chúng ta thấy rất là nhanh này. Để làm thử nhé. Tôi viết là họ tên đi, đầy đủ như thế, viết là s gì nhé, bằng này. Tôn Thị Mỹ Nguyệt, thật dài cho nó thay nhé, Hương. Đấy. Bây giờ đồ bài là gì? Đồ bài là làm sao mà tính nhanh là ra được cái tính ra được cái phần gì? Phần phần họ, phần đệm, phần tên. Đó, chúng ta biết là chúng ta dùng lệnh ssplit chính là phần lấy ra, tách ra. Rồi thì chúng ta áp dụng trên này nhé, chúng ta làm ngay này. Đây chúng ta làm ngay nhé. Bây giờ tôi viết này. Tôi viết là họ này, phẩy này, đệm, đệm thì tôi sẽ đệm này, đệm phẩy tên bằng s chấm split. Đấy. Thậm chí đây tôi đệm này là dạy con, tôi để như này cho nó ngang đẹp, được chưa? Như vậy là khi viết này thì tức là họ bằng luôn là tôn, tên là bằng luôn là Hương, còn đệm gạch dưới là phần ở giữa đây, phần ở giữa đây này nhé. Đây, enter này. Đấy, thì ở đây họ sẽ là phần ấy luôn, phần đầu luôn, tên chính là Hương luôn, còn đệm, đệm chính là cái này, đệm chính là cái phần ở giữa này. Bây giờ tôi làm thêm đây nữa là giờ xong rồi, tôi biết là đệm bằng chấm rồi rồi xong. Đấy, bài đệm chính là cái này, thấy không nào? Như vậy là cái bài này mà bây chúng ta dùng cái ký hiệu sao ta làm rất là nhanh, mọi người đã hiểu chưa? Bây giờ tôi viết lại hẳn cả một chương trình cho các bạn thấy nhé. Vì là nhập từ bàn phím chương trình nên đơn giản, nhập từ bàn phím các họ cho đầy đủ, sau chúng ta tách ra phần họ, phần đệm, phần tên, cho chúng ta in ra họ đệm tên thôi nhé. Bây giờ làm hẳn chương trình chúng ta thấy rõ nhé. Đây, đây vẫn là cái bài toán tách tên nhưng viết theo kiểu mới nhé. Bài này là cách cũ là đúng rồi này, bài toán tách họ đệm tên nhé, tính theo cách mới này, cách mới nhé.
Được chưa? Vì tôi nhập từ bàn phím này S thì bằng này input này. Nhập nhập họ tên đầy đủ này. Rồi, sau tôi làm như sau này. Tí luôn là họ họ này. Rất nhanh thôi là đệm này. Đệm này phải tên này bằng này bằng s.split. Có thể có nhanh rất là nhanh luôn nhé. Tiếp theo là đệm sẽ bằng là như này. Rồi. Bởi in ra. Green. Họ. Green. Đẹp. Đẹp. Và print tên. Tên. Đấy. Như tôi ghi rằng một cái bài để chúng ta nhờ cho các bạn. Hôm nay chúng ta là cái lớp này là lớp gì? Tổng quan đây này. Đúng này không có nhỉ? Tính lắm. Không nhớ lắm, hôm nay là buổi thứ hai đúng B2 này. B2. Là tách tên nhé. Tách tên theo cách mới nhé. Thử nhé. Dùng cái ký hiệu sao. Ký hiệu sao là ký hiệu là mở dữ liệu, nó là unpacking dữ liệu nhé. Đây Tôn Thị Mỹ Hương, họ là Tôn, là đệm là Thị Mỹ và tên là Hương đó. Được rồi, thế bây giờ tôi lại quay lại chứ lúc nãy, nhưng bây giờ tôi lại nói tiếp về hàm này, quay lại về hàm nhé. Vừa rồi là tôi lan man đang nói về cái mô tả hàm với cái ký hiệu sao, tức là mô tả hàm với cái dữ liệu là bất kỳ, thì chúng ta lại quay lại cái khái niệm là cái ý nghĩa của cái sao, của ký hiệu sao. Thì ký hiệu sao chính là cái mở dữ liệu, gọi là unpacking data nhé. Còn bản bản chất kia tôi nói lên này, cái hàm này quan trọng này. Tức là chúng ta có được phép khai báo hàm với cái số lượng tham số là bất kỳ, dùng chính ký hiệu sao mô tả trước một cái biến, và chúng ta coi cái biến này như là dữ liệu tuần tự, chúng ta xử lý thoải mái ở bên trong, tính tổng tính hiệu thì ta làm mọi thứ cùng ra được cái kết quả. Rồi thì bây giờ tôi sang cái phần tiếp theo của hôm nay, là tôi nói về cái gọi là cái miền tác động của cái biến ở trong hàm, và cách mà Python nó quản lý biến như thế nào. Cái này chưa tôi nói rồi, vậy tôi sẽ nhắc lại để một số bạn có thể chưa nhớ lắm, chúng ta nhé. Bây giờ chúng ta nhắc lại một chút là cái phân loại biến và cách mà Python quản lý cái phạm vi tác dụng của biến như thế nào. Phân loại biến này đặc biệt liên quan đến hàm đúng không, phân loại biến nhé, và cách quản lý biến biến như thế nào. Đấy, đây là một chủ đề tương đối hay mà tương đối khó, mà các bạn nào mà nó quen cái cách mà mô tả cách quản lý biến ở trong Pascal và C rồi, sang bên này là sang Python là rất là lúng túng, rất là gọi là ngọng nghịu luôn, vì hai cách hai 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 cái nó rất là khác nhau.
Và từ cái này chúng ta lát nữa chúng ta sẽ có thời gian chúng ta sẽ tìm hiểu là cách mà Python, cách mà truyền dữ liệu vào trong hàm có đối số như thế nào, nó có phải là thang trị hay thang biến giống như là Pascal và C không, hay là nó khác như thế nào. Để chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái đó. Thì trước tiên chúng ta phải hiểu là khái niệm biến đã nhé, rồi cách quản lý biến. Thì đầu tiên tôi mô tả trước tiên tôi mô tả cái phân loại biến đã để chúng ta sẽ hình dung nhé. Phân loại biến ở trong mà Python họ quản lý. Thì chúng ta về 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 phân loại biến hay tên gọi biến thì nó có hơi cũng rất khá giống đối với Pascal và C, tuy nhiên có điểm khác. Thì như sau này, ở trong Python thì biến là chia như sau nhé. Thứ nhất là biến tổng thể, giống hệt như là biến tổng thể là biến được khai báo ở bên ngoài tất cả các cái hàm bên trong chương trình chính thì nó gọi là biến tổng thể. Cái này là anh nó vẫn là global, vẫn hệt như vậy nhé, global variable vẫn hệt như vậy, không có gì là khác nhé, không có gì là khác. Một loại thứ hai là biến thứ hai là biến địa phương hay biến cục bộ, cũng khai báo cũng là rất là giống với Pascal và C, là biến biến địa phương, hay là có thể dùng từ khác là biến cục bộ tùy tiếng Việt thôi. Cái này nó là local local variable, thấy chưa? Đấy. Rồi, nhưng mà ok rồi, nhưng mà nó luôn là với Python thì người ta còn có một loại biến thứ ba nữa đấy, là nó gọi là biến không địa phương. Cái này là cái khó đây này, cái này là biến không địa phương, không địa phương. Cái này nó gọi là non non local non local variable nhé. Đấy, thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Biến tổng thể thì dễ rồi, biến địa phương cũng dễ dễ hiểu rồi, nhưng biến thế nào là biến không địa phương là khó hơn nhé. Đây, như tôi mô tả cho các bạn xem nhé. Đây, bây giờ tôi công trình tôi viết là làm là n bằng 10 thì đó là biến tổng thể dễ hiểu đúng không? Tôi viết là a bằng 2 thì đó là biến tổng thể hiển nhiên rồi. X thì bằng y bằng 5, 6, cái này là biến tổng thể. Các cái này là hiển nhiên là biến tổng thể nhé. Biến tổng thể thì không nói gì. Rồi, thế bây giờ tôi khai báo này, tôi khai báo cái hàm ở trong chương trình này, def này, f này, nhé, f đây, chỗ này thì viết là x bằng 6, y bằng 5, nhé, không 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 dấu phẩy đâu, nhé. Đấy, và chúng ta viết đây là return n cộng x chỉ cộng y, đấy, được chưa? Đấy. Thì khi này thì những cái biến mà khai báo ở bên trong hàm ở đây là x và y, đây x và y, thì cái biến này là biến địa phương, biến địa phương nhé, được chưa? Đó. Biến địa phương các bạn chú ý thì ở đây nó có cái chữ có cái n ở đây là, ở trong f là cái n này không phải là biến địa phương, nhưng mà trong f người ta nhìn thấy biến n là biến tổng thể như này. Như vậy là ở trong hàm f này này được quyền nhìn thấy cái giá trị hay là cái đối tượng biến ở bên ngoài hàm là biến tổng thể. Như vậy là ở trong hàm được phép là truy cập vào một cái đối tượng ở bên ngoài ở là bị, chưa truy cập một cái đối tượng là biến tổng thể, được chưa? Đấy. Hiểu rồi, cái này hiểu rồi. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả tiếp là khi nào thì người ta có khái niệm là biến không địa phương. Cái này là biến biến địa phương nhé, x y đây biến địa phương cái này nằm ở trong hàm này nhé. Thế bây giờ tôi sẽ mô tả tiếp một cái trường hợp nữa, mô tả cho nó thấy là cái biến là không địa phương. Đây df này, f này, rất đơn giản nhé. Ở đây viết là x bằng 1, được chưa? Rồi. Xong đó đây tôi ở trong hàm f này tôi lại mô tả tiếp một cái hàng con nữa nhé, quên mất không thuộc vào, tôi biết tôi vào ngắn ngắn quá, quả hình dung thuộc vào một tí nhé. F mà là g, xong rồi, trong g có z bằng 1, xong là return là z cộng x. Đấy.
xong bên này với tượng F ở đây là chỗ này là ngang tương đương ở đây, thẳng hàng ở đây nhé, là tương đương lên là return return là x gì cộng với g đấy, được chưa? Đấy, thì các bạn chú ý nhé, đối với trường ở đây nhé, biến x gì này là biến gì này là biến địa phương, biến địa phương của f. Khi nó biến địa phương là biến địa phương của cái gì? Biến địa phương của f, được chưa? Còn trong g thì z, z là biến địa phương, biến địa phương của g, đúng không nào? Thế không nào? Thì ở đây này các bạn thấy ở đây là g, g sẽ gọi đến truy cập đến cái biến x gì nhé. X gì này không phải là biến địa phương của g nhé. Nhưng mà x gì cũng không phải là biến tổng thể, thế không các bạn thấy không nào? Vì là đây x gì là ở trên này. Như vậy là x gì là cái biến địa phương của một cái hàm bao bao hàm ở phía hàm bao hàm cái hàm g. Đấy, thì cái biến x gì đây này, x gì này mà ở trong g thì người ta gọi đó là cái biến không địa phương. X gì này là biến không địa phương. Như vậy là biến không địa phương gì? Biến không địa phương là cái biến là cái biến mà của một cái hàm mà bao mà là hàm phía trên của hàm hiện thời nhưng không phải là tổng thể, thì người ta gọi là biến biến không địa phương. Biến không địa phương hơi phức tạp một chút nhé, biến không địa phương đó. Như vậy là ở trong nôm na là như này, ở trong Python thì ở bên ngoài cùng, bên ngoài cùng của nó là khu vực ngoài cùng là biến tổng thể, biến tổng thể. Ở bên trong các cái hàm thì nó có biến địa phương, cái hàm này có thể lồng nhau. Đấy, thì ở bên trong một cái hàm thì có cái khái niệm là biến địa phương. Chúng ta hiểu rồi. Còn một cái biến địa phương mà cái biến địa phương ở một cái hàm bên ngoài, bên ngoài của một cái hàm bên trong, cái biến này ở bên trong này gọi bên trong này chính là biến không địa phương, là biến không địa phương. Các bạn chú ý nhé, biến không địa phương. Là nó rất là phức tạp. Vì sao là phải như này? Là nó nói nhé. Như vậy là gì? Như vậy là trong Python chú ý này, tức là biến tổng thể, thì không có tác dụng ở bên trong một hàm như là một cái biến tổng thể thì không có tác động ở bên trong một hàm như là một cái biến. Nhưng mà ở bên trong hàm được nhìn thấy biến đó như là một cái đối, như là một cái đối tượng. Biến địa phương vậy, biến địa phương là biến không địa phương, không biến không địa phương. Ví dụ ở trong cái hàm này là đây là biến tổng thể của này, tức là n nhé, n1 là biến tổng thể này. Ở trong cái hàm thứ hai này, biến này là biến z này, là biến x này, x bằng 2 này. Bên trong cái hàm trong này là biến y này, y bằng 10 này. Thì y bằng 10, ví dụ bên ngoài này, đây là hàm f, đây là hàm g này. Thì biến y bằng 10 là biến địa phương của hàm g. Là địa phương thì không có tác động ở, ở hàm f và bề và bên ngoài, giống như là là Pascal và C. Nhưng mà ngược lại sang sao, ngược lại là trong hàm g này được quyền truy cập và nhìn thấy biến x gì. Đấy, chúng ta thấy nhé, mặc dù là x gì là biến địa phương ở bên ngoài không có tác động ở bên trong hàm g như là một biến, nhưng bên trong được nhìn thấy biến x gì như là một cái đối tượng, thì x gì đối với hàm g này nó là biến là biến không địa phương. Ở bên trong hàm g này được quyền nhìn thấy biến n, biến n là biến tổng thể. Trong f được quyền nhìn thấy biến n, biến tổng thể, nhưng mà biến n này không phải là biến ở trong hàm f, không phải là biến ở trong hàm g. Đây, cái này là cái đây là cái sự khác biệt rất lớn về khái niệm về đối với so với Pascal và C. Trong Pascal và C thì cái biến nào mà mô tả bên ngoài sẽ có tác động ở bên trong. Trong Pascal và C thì biến n này này có tác động cả ở trong hàm f và cả trong hàm g. Biến xi này có tác động ở trong hàm g như là một biến, tức là đó là Pascal và C. Nhưng còn đối với Python thì không, các bạn chú ý nhé, hoàn toàn là không. Rồi thế một ý nghĩa như sau này, ở trong hàm f mà muốn mà dùng biến n như một biến, chúng ta phải khai báo một cái phải khai báo thêm ở bên trong hàm f là khai báo cái từ là global n. Thì như vậy là được quyền dùng biến n như là một biến thực sự. Nếu không có cái từ khai báo trong hàm f là global n
thì ở trong phòng S vừa chỉ việc chỉ được quyền nhìn N như là một cái đối như là một cái một đối tượng dữ liệu thôi, chứ không được phép nhìn thấy N như là một cái biến. Cũng như vậy ở trong hàm G, chúng ta muốn dùng hàm muốn dùng cái biến x như một biến, chúng ta phải khai báo một cái từ khóa là non local, nó có hai từ khóa nhé, non local x. Thì như vậy trong hàm G khi khai báo là non local x, thì x là hiểu như là một cái biến ở trong hàm G, phép dùng thoải mái như là biến ở trong hàm F vậy. Bạn thấy không nào? Nhưng mà chỗ này chỗ tương đối khó, nhưng mà chỗ này đây, nhưng mà chỗ mà trong cái cuốn sách giáo khoa tin 10 mà tương đối trí thức ý, thì phần đó là phần tôi viết, cho nên tôi có nói rất ngắn. Trước tôi định viết nhiều hơn, nhưng mà mình hội đồng định họ cũng có bị đúng là họ bảo không nên nói nhiều quá, phần này học sinh rất là khó hiểu, cho nên là bỏ đi hết, chỉ nói vài ý thôi. Còn theo tôi biết là trong cuốn sách cánh diều hoàn toàn không nhắc đến khái niệm là biến đồng thể, biến địa phương hay là ý định của nó, vì vì theo các tác giả khó, thì theo tôi đúng là khó thật đấy. Nhưng mà tôi nói để chúng ta thấy rõ là ý nghĩa nó là như vậy nhé. Như vậy là biến đồng thể là biến ở bên ngoài, biến ở bên ngoài giống như là khái niệm biến ở trong Pascal và C. Nhưng mà tuy nhiên là biến đồng thể thì không có tác động ở trong các hàm như là một biến, không hề không không hoàn toàn không không động như vậy, mà chỉ có bên trong hàm được nhìn thấy biến đó như là một đối tượng thôi. Mà bên trong hàm muốn dùng lại cái biến đó, biến đồng thể như là một biến, chúng ta khai báo cái từ khóa là global cái biến. Bây giờ một cái hàm trung gian, cái hàm f và hàm con là hàm g, thì các biến địa phương của hàm f sẽ được gọi là non local, biến không địa phương của hàm g, và biến đó thì không có động ở vào trong hàm g, và bên trong hàm g chỉ được phép nhìn biến đó như là một cái đối tượng dữ liệu thôi. Nhưng mà tôi nếu muốn dùng nó như một biến, tôi phải khai báo từ khóa là non local, rất phức tạp nhé. Đấy, các bạn thấy là đây là cái phần này là theo tôi là phần tương đối khó, mà là cái phần mà bây giờ tôi sẽ mô tả bằng chương trình để chúng ta hình dung nhé. Này, và tôi sẽ có thời gian tôi sẽ nói tiếp vì sao lại như vậy. Bây giờ cứ chúng bạn ta cứ chúng ta cứ mô tả này nhé. Đây, như vậy là biến tổng thể chỉ có động ở bên ngoài thôi, không có tác động ở bên trong hàm. Đây, tôi khai báo là n bằng 10 chẳng hạn, đây là biến tổng thể rõ ràng, tổng thể đúng không nào? Và như vậy biến tổng thể này là cái biến mà tôi khai báo một cái hàm f, thì biến n kia trong f không được coi là biến. Bây giờ tôi biết là n là bằng n cộng 1 là máy báo lỗi ngay này. Đây, biết này nhé, đây, và tôi return này là máy báo lỗi ngay nhé. Tôi vừa viết là f như này thì phải báo lỗi ngay, vì nó không coi. Chúng ta viết như này tức là gì, chúng ta gán trực tiếp n làm giá trị là n cộng 1 vào đây, là như vậy là máy sẽ không, vì n không phải là biến ở trong hàm f đấy, được chưa? Cho nên là nhưng mà bên trong hàm f chúng ta được quyền là dùng 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 cái biến này như là một một đối tượng để f nhé, f này, và tôi khai báo là x thì này bằng n thì được. Đấy, khai báo biến là mình muốn lấy x thì và đặt nó bằng n, tôi truy cập vào biến n, có n là một đối tượng dữ liệu thì được nhé. Return x cộng 1 là vô tư nhé. F này em nó sẽ làm biến một n nó ở bên ngoài, nó không thay đổi. Bạn thấy không nào? Bây giờ tôi muốn là ở trong hàm f tôi muốn là dùng như n như một biến, tôi làm như sau. Tôi phải dùng cái lệnh là gì, là khai báo là global n, thì máy sẽ hiểu ngay là n sẽ là một cái biến như là ở trong cái hàm f, và tôi return n là vô tư nhé. Tôi gọi hàm f này và n bên ngoài, n bên ngoài tăng lên là 11. Đấy, thấy không nào? Tự nhiên mà chúng ta có thể làm các cái lệnh liên quan đến cái từ khóa là non local. Như vậy ở trong trong Python chúng ta có hai từ khóa là global. Global là cái từ khóa để mà ta khai báo lại một cái biến tổng thể ở bên trong một cái hàm. Thì nó khi đó cái biến đó sẽ như biến chạy ở bên ngoài tổng thể cũng như là biến ở trong một cái hàm. Và chúng ta có một từ khóa nữa là non-local. Là một cái là nguyên từ khóa là mô tả một cái biến ở bên bên trong cái hàm mẹ,
nó chạy như là một game mà như một cái như là một cái biến trong cái hàm con, để tự biết ví dụ cụ thể cho các bạn thấy luôn như vậy nhé. Để ép này, ép này, ở bên trong ép này tôi khai báo một cái biến là biến x gì đi, x gì bằng một nhé, xong tôi khai báo một cái hàm con là hàm g. Ở trong g này tôi sẽ khai báo một cái biến con là nó khai báo dùng x gì, tôi dùng là non local, x đấy. Và x gì là vô tư, x y bằng 10 và x gì bằng x cộng với y đấy. Và tôi đây tôi return này x gì ra bên ngoài này, tôi return này x gì cộng với g đấy. Được chưa? Ở đây tôi chạy thử f, là bao nhiêu, nhưng f nó sẽ là 12 đấy. Vì sao? Là vì như thế này, đây các bạn xem nhé. Khi tôi return này thì x ở đây này, x khi con gọi x đấy thì vẫn là một. Nhưng khi gọi cái hàm này nhé, hàm g đây này, thì là khai báo là x ở đây là x sẽ là một cái biến của hàm g, cho nên là y bằng 10, x sẽ bằng là 1 cộng 10 là 11. Tôi return x như vậy hàm g trở lại là 11. 1 cộng 1 sẽ là 12. 12 đây, đấy, thấy không nào? Như vậy là nếu chúng ta không khai báo cái này là máy báo lỗi ngay, không khai báo cái này là máy báo lỗi ngay ở chỗ này này. Tôi chạy lại cái hàm này nhé, tôi chạy lại, tôi bỏ đi cái hàm kia, tôi bỏ đi cái khai báo, tôi bỏ đi khai báo này là máy báo lỗi ngay này đấy. Đấy, chạy thử nhé, xong máy báo lỗi không nhé. Đây chạy hàm ép máy báo lỗi ngay đấy. Máy báo lỗi ngay là cái chỗ x này, vì x là một cái biến 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 địa phương, nhưng mà địa phương nằm trong hàm f, nhưng x không phải là biến địa phương của g. Thì ở trong g là họ sẽ nhìn thấy x như là một đối tượng dữ liệu thôi, nhưng ta không nhìn thấy x như là một cái biến, cho nên cái lệnh này là lệnh nó báo lỗi. Lệnh này là người ta hiểu x là một cái biến, như vậy là nó sẽ báo lỗi. Và muốn được dùng như vậy chúng ta phải khai báo lại ở trong hàm g với cái từ khóa là năn nó còn như ở đây này, thì mới đúng này. Các bạn hình dung được không nhỉ? Đấy, như vậy tôi vừa mới trình bày xong cái phần một chút cái phần là cái biến nhé. Cái biến chúng ta hết mất thời gian rồi. Thay vì tôi nói thêm một chút này. Thế thì vì sao, bây giờ câu hỏi là vì sao lại biến tổng thể lại không được coi ở trong hàm như là một biến? Đấy, vì sao là như vậy? Vì sao một cái biến ở trong cái hàm f lại không được coi là biến ở trong cái hàm g? Hay thì cái này nó xác định bởi cái gọi là cái vùng, cái miền tác động của biến là cái gì. Thì mỗi biến ở trong trong Python nó có một cái miền phạm vi tác dụng riêng của mình nhé. Thì cái này nó liên quan cái gọi là cái mô hình quản lý biến ở trong Python thì như sau. Đây, chúng nó cả nhanh nhé. Thì cái mô hình quản lý biến là như thế này. Đây là biến là nhanh hiểu rồi nhé, nhưng mà cái cách quản lý biến, cái miền tác động, miền tác dụng của biến trong Python là như sau nhé. Ở trong Python thì cái gì là cái dùng để quản lý biến? Đấy, thì cái mô hình, cái quản lý biến, cái công cụ để quản lý biến, là cái đối tượng để quản lý biến ấy, nó là cái khái niệm nó gọi là không gian tên hay là namespace. Như vậy cái namespace là một cái rất là quan trọng của Python. Namespace là cái công cụ quản lý biến. Chúng ta tạo biến thì mỗi một biến thì bắt buộc phải tạo ra một hoạt động bên trong một cái namespace, là sẽ nằm trong một cái namespace duy nhất, một biến không được phép nằm trong hai namespace, trừ ra tôi nói sau nhé, duy nhất. Như vậy là mỗi một biến ở trong trong Python thì cho ta tạo ra là nó nằm trong một cái namespace duy nhất nào đó, và nó chỉ tác động ở bên trong cái namespace đó thôi. Như vậy là cái miền tác động của biến ở trong Python là nằm trong cái namespace của chính mình nhé. Thì namespace của Python là như thế này, để cho bạn xem nhé. Như vậy là muốn hiểu cái miền tác động của biến, chúng ta phải hiểu cái khái niệm namespace. Thì chúng ta bây giờ chúng ta một chút về cái mô hình namespace nhé.
Đây là cái mà trong sách giáo khoa không thể viết được, vì nó quá phức tạp và phải bỏ qua hoàn toàn. Nhưng mà giáo viên thì theo tôi là giáo viên chúng ta nên 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 rất nên biết cái chỗ này. Mô hình namespace của Python là như sau nhé, là như sau này, là ở bên ngoài cùng của chương trình có một cái namespace tốt nhất là nó gọi là namespace tổng thể, nó gọi là global global namespace. Thì mọi cái biến mà được tạo ra bên ngoài bên tổng thể đều nằm trong global namespace hết. Thì viết x bằng bên ngoài x bằng 10, n bằng 5, thì tất cả đều là các biến tổng thể, biến tổng thể sẽ nằm trong namespace tổng thể, mà chỉ trong cái đó thôi. Biến này không được nằm, không được miền tác dụng biến tổng thể sẽ nằm trong namespace tổng thể và không nằm trong các namespace khác được. Đấy. Cái cách quản lý của Python là như vậy, là mỗi biến cái miền tác động của nó là nằm trong một namespace duy nhất, và miền tác động của biến chính là namespace nhé. Đấy. Như vậy là cái miền tác dụng của biến là nằm là nó phụ thuộc vào cái namespace mà nó được tạo ra nằm bên trong. Thì bên ngoài cùng của chương trình luôn có một cái global namespace, một cái thôi, là duy nhất nằm bên ngoài. Khi chúng ta tạo một cái hàm thì cái hàm này sẽ có một cái namespace riêng của cái hàm đó. Như vậy chúng ta chú ý nhé, mỗi một hàm trong Python có một namespace riêng, và cái namespace riêng này là chính là nó local namespace của cái hàm đó nhé, cái hàm đó. Trong hàm tôi khai báo là cái biến là y bằng 1, x bằng 2, thì cái biến này là cái biến này là biến địa phương, và cái biến địa phương này chỉ có tác động ở bên trong cái namespace riêng của mình, là trong hàm đó thôi nhé, biến địa phương, được chưa nào? Đó, các bạn thấy. Mà các bạn thấy như vậy, ở trong Python là cái miền tác động của biến là nằm trong cái namespace riêng của mình, và cái global namespace này nó không có tác động ở bên trong cái local này. Đấy, cho nên ở bên ngoài này chúng ta khai báo x bằng bằng 5, ở bên trong này chúng ta khai báo x bằng 5 thoải mái, bằng 2 thoải mái vô tư nhé. Thì x bằng 2 trong này là cái biến local namespace nằm trong cái local namespace của hàm f, chỉ có tác động ở bên trong hàm f thôi, không tạo ra bên ngoài. Ngược lại, cái biến x bằng 5 này là biến tổng thể chỉ có tác động ở trong global namespace thôi, và không có động ở bên trong cái local namespace. Vậy suy ra là cái biến từ bên ngoài không có động ở bên trong hàm. Đấy, tôi vừa nói vậy đấy, vậy đấy. Cái này là cái khác hẳn so với Pascal và C nhé. Pascal và C là biến tổng thể có tác động ở bên trong hàm, trong tất cả mọi nơi trong chương trình. Còn ở Python thì không. Mỗi một biến chỉ có tác động ở trong namespace của riêng mình thôi. Như vậy là biến tổng thể chỉ có tác động ở trong cái namespace tổng thể của mình thôi, mà sau đó nó không có tác động ở trong bất cứ một cái hàm nào. Và muốn có thì chúng ta phải khai báo lại bằng cái từ khóa global. Khi tôi khai báo là cái từ khóa là global thì cái biến đó nó sẽ nằm trong cả hai cái namespace mẹ và namespace con. Tuy nhiên là bên trong cái hàm này này, chúng ta được quyền nhìn thấy cái biến ở bên ngoài như là một đối tượng. Tôi có thể viết là x bằng n cộng 1 vô tư, vì n này là không nằm n này không phải là biến địa phương, nó không nằm ở trong cái local namespace, nó không phải một biến ở trong cái local namespace của f. Nhưng mà ở bên trong hàm được quyền nhìn ra bên ngoài và nhìn thấy cái n đó ở bên ngoài như là một cái đối tượng dữ liệu. Thì ở đây như vậy là ở trong cái local namespace chúng ta được nhìn thấy các đối tượng dữ liệu ở bên ngoài kia, ở bên cái bên global namespace như là một đối tượng dữ liệu, chứ không phải như là một cái biến. Đó, chúng ta chú ý nhé. Đây, chúng ta đây 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 chính cái phần rất quan trọng đấy, chính cái phần mà trong cái sách đó chính cái kiến thức tiên tiên 10 tôi có hẳn cái bài học về cái này, học về cái này. Trong cái bài đó có ba ý như sau. Ý thứ nhất là gì, là biến địa phương thì không có tác động ở bên ngoài, này hiểu rồi. Ý thứ hai là biến tổng thể không có tác động ở bên trong hàm. Ý thứ hai, ý thứ ba là ở trong hàm, nếu mà bốn biến tổng thể có tác động ở bên trong hàm những biến, chúng ta phải khai báo với từ khóa là global. Và ý thứ tư là ở bên trong hàm được quyền nhìn thấy biến ở bên ngoài hàm như là một đối tượng dữ liệu. Và
Rất là hay đúng không nào? Bây giờ tôi cho bạn ví dụ nữa, các bạn thấy rất là hay nhận đây. Ví dụ một ví dụ nữa nữa nhé. Vì ở bên trong hàm là được nhìn thấy biến ở bên ngoài hàm như là một đối tượng dữ liệu. Cho nên nếu đối tượng đó mà là khả biến, chúng ta được phép thay đổi dữ liệu. Còn đối tượng đó là bất biến, chúng ta không được phép thay đổi dữ liệu. Cái này là cái rất là hay nhé. Ví dụ ở đây. Tôi lấy ví dụ như là A, A là một biến tổng thể nhé. Đây là A là biến tổng thể này. 1, 2, 3 là một cái nhé. Khai báo cái hàm F này. Khai báo cái hàm F này. Nhé, F này. Ở bên trong cái hàm này tôi nhìn thấy A, mặc dù A không 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 phải là biến. Tôi có dùng lệnh là print A thoải mái nhé, print A. Chạy hàm F này. Như vậy là bên trong hàm ở bên trong hàm F chạy tôi truy cập vào cái biến A. A là một biến tổng thể nhưng mà tôi không ở bên trong hàm F này tôi không thấy A như là một cái biến. Nhưng mà tôi nhìn thấy A nhưng mà đối tượng dữ liệu là một cái list, là một cái list ở bên ngoài đây, đấy, bên ngoài đây và tôi được quyền in nó ra thoải mái. Thậm chí bây giờ tôi làm hàm g nhé, hàm g ở bên trong hàm g là tôi nhìn thấy a như một đối tượng dữ liệu, a không phải là một biến như là một đối tượng dữ liệu mà vì a là khả biến tôi có thể dùng lệnh cho đây a pen 1 10 chạy hàm g này, a thay đổi không, a thay đổi. Vì ở trong hàm g tôi nhìn thấy a nhưng mà đối tượng dữ liệu mà là đối tượng, tôi được quyền thực hiện những cái lệnh, cái phương thức đối với đối tượng đó, thì lệnh append là một cái lệnh như vậy. Vì sao như vậy, vì sao như vậy, vì a là cái đối tượng dữ liệu là khả biến, ta nhắc lại như vậy, khả biến, cho nên được a được quyền là bổ sung phần tử vào như vậy. Cái lệnh này là lệnh hoàn toàn hợp pháp ở trong hàm g vì nó vẫn không coi, vì hàm lệnh này không coi a là một biến, vẫn coi a là một đối tượng dữ liệu, tôi bổ sung được vào đó và thực sự a thay đổi. Thật sự khi tôi chạy hàm g xong thì a thay đổi, thấy các bạn thấy không nào, bạn thấy chỗ này thấy rất là khó đúng không? Đấy, chúng ta thấy chỗ này thôi được rồi nhé. Bây giờ thôi đành, tôi đành hiện nay vì chúng ta không hết không đủ thời gian, tôi đành dừng lại ở đây. Thì một hôm nào đó tôi sẽ quay lại tôi nói về cái cách truyền dữ liệu qua qua đối số. Hứa bạn không làm được cái phần cái lệnh đó nhé. Thế này tôi định dự kiến tôi sẽ trình bày tiếp bài một vài cái tôi sẽ hôm đó tôi trình bày các bạn về khái niệm nhập môn một thuật toán. Cái vấn đề các bạn rất rất thấy rất, rất quan trọng, các bạn cần cần các bạn bắt đầu theo tôi các bạn cần phải học ngay từ bây giờ đi, học dần đi để sang năm dạy cái đó rồi đấy. Sang năm các bạn mà không kịp mà đến hè mà học thì không kịp đâu. Phải các bạn nhanh chóng mà tìm hiểu khái niệm thuật toán đơn giản lắm, không có gì đâu. Cái phần ban đầu của thuật toán thì không không cần không cần nhiều đâu. Khái niệm thế nào là thuật toán, thế nào là độ phức tạp thời gian của thuật toán, thế nào là các ký hiệu O lớn, ký hiệu vân vân, vài cái đơn giản thôi. Cách cái thuật toán đơn giản, mức độ rất đơn giản, chúng ta nên học cái đó nhé. Thì khi nào mà tôi để tôi sắp ra tôi sẽ định trình bày các bạn thích một vài buổi liên quan thuật toán nữa. Nhưng mà cái hiện nay tôi còn vướng các bạn một câu hỏi chưa trả lời được là cách truyền dữ liệu qua đối số của hàm như thế nào để so sánh với các truyền dữ liệu là truyền tham trị và tham biến của Pascal và C thì nó khác nhau như thế nào. Phần này cũng phần là phần này phần này. Đây là phần rất quan trọng luôn nhé, nhưng mà nó hơi phức tạp, tôi không thể nói nhanh được, tôi sẽ dừng lại ở đây nhé, chúng ta nghỉ nhé. Dạ thầy ơi, có video quay lại cái này không ạ? Có video nhé, các bạn có thể À, khó hiểu chúng em không? cảm ơn dạ không ạ, chúng em cảm ơn thầy ạ. Bạn em sẽ học dần thầy ạ, em Thầy cảm ơi, ơn thầy thầy. có thể chia sẻ cái video cho chúng em học, nếu chúng em quên chúng em xem lại Đừng để cho đừng đừng đỡ đừng, quên tôi thầy sẽ ạ. đăng lên ngay mà nhé. Vâng ạ, Rồi, chào mọi người nhé. Cảm ơn thầy ạ, thầy em chào thầy. Chúng em cảm ơn thầy ạ.